Những ngày qua, gia đình em vẫn đang còn vui với kết quả bên dưới sau 1,5 năm mẹ ăn thực dưỡng ạ. Niềm vui còn to hơn cả đi trúng sổ độc đắc nếu mọi người biết đến mẹ với kết quả cách đây 1,5 năm khi bệnh viện trà về với căn bệnh ca dạ dày da đoan 4, di căn phúc mạc, thì kết quả dưới như một phép màu kỳ diệu. Nhưng thực sự không phải tự dưng mà có phép màu đâu ạ, đó là tất cả sự cố gắng không ngừng nghỉ của mẹ, nghị lực, sự kiên trì của mẹ và sự hỗ trợ chăm sóc động viên của gia đình. Thật sự gia đình em biết ơn thực dưỡng, biết ơn một số anh chị đã dẫn đường chỉ lối để gia đình có được kết quả như ngày hôm nay. Lòng biết ơn sâu sắc khi mỗi sớm mai thức dậy nhận ra mình vẫn còn yêu đời để nghị lực sống vui vẻ tiếp, cầu mong nhiều người bệnh biết đến và sống thật tốt, thật khác khi biết đến thực dưỡng. Ung thư thực sự không hề đáng sợ nhé. Ha ha ha, 问什么的说呵。